có về nơi đây thăm ngôi trường thị trấn thân yêu. Trên quê hương đang tươi xuân bốn mùa dòng tiếng chim ca. Đây quê hương chẳng trình kinh doanh luôn ghi sâu tự hào trong tim bao nhiêu thế hệ học trò. Ở Vĩnh Phúc quê em có ngôi trường thị trấn thân yêu. Bao nhiêu năm tháng qua trang sách không còn mãi lưu danh. Vương vương là cờ đầu đi lên luôn ghi sâu lời người trong tim vì lợi ích trăm năm phải hết trong người. Nhớ khi xưa từ quê nghèo gian khó trường của tôi vẫn vững vương đi lên. Ngày dài ngày chung tay dựng xây cùng hòa nhịp quê hương tôi mới là cờ đầu thi đua dạy tốt thật biết bao tự hào. Nào cùng hát vang bài ca về ngôi trường này vinh quang và vì ước mơ trẻ thơ thầy cô dành cả cho em. Nào cùng hát vang bài ca trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo yêu thương. Ai có về nơi đây thăm ngôi trường thị trấn thân yêu. Trên quê hương thắm tươi xuân bốn mùa xuân tiếng chim ca. Đây quê hương chẳng trình vinh danh luôn ghi sâu tự hào trong tim bao nhiêu thế hệ học trò. Ở Vĩnh Bảo quê em có ngôi trường thị trấn thân yêu. Bao nhiêu năm tháng qua trang sách không còn mãi lưu danh. Vương vương là cờ đầu đi lên luôn ghi sâu lời người trong tim vì lợi ích cho đất phải trong người. Nhớ khi xưa từ quê nghèo gian khó trường của tôi vẫn vững vương đi lên. Ngày dài ngày chung tay dựng xây cùng hòa nhịp quê hương tôi mới là cờ đầu thi đua dạy tốt thật biết bao tự hào. Nào cùng hát vang bài ca về ngôi trường này vinh quang và vì ước mơ trẻ thơ thầy cô dành cả cho em. Nào cùng hát vang bài ca trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo yêu thương. Nhớ khi xưa từ quê nghèo gian khó trường của tôi vẫn vững vương đi lên. Ngày dài ngày chung tay dựng xây cùng hòa nhịp quê hương tôi mới là cờ đầu thi đua dạy tốt thật biết bao tự hào. Nào cùng hát vang bài ca về ngôi trường này vinh quang và vì ước mơ trẻ thơ thầy cô dành cả cho em. Nào cùng hát vang bài ca trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo yêu thương. Nào cùng hát vang bài ca trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo yêu thương. Của mẹ được bắt đầu ngay sau đây. Xin được nồng nhiệt chào đón quý vị đại biểu
quý vị khách quý cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo và các bạn học sinh đã về dự chuyên đề nhật ký của mẹ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, tháng 3 về với nhiều sự kiện đặc biệt. Chào mừng 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhưng có lẽ một mở đầu không có gì ấm áp hơn, tình cảm hơn bằng một ngày lễ đặc biệt dành riêng cho các bà, các mẹ, những người phụ nữ mang trong mình sức sống của muôn sắc hoa. Và các bạn học sinh hiện diện trong sân trường hôm nay cũng rất hạnh phúc vì được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, của bà và của các cô giáo nữa, phải không nào? Chính vì thế mà ngày hôm nay, tại ngôi trường thân yêu này, chúng mình, những học sinh chăm ngoan của Liên đội trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo sẽ gửi gắm tình cảm biết ơn, tri ân đến những người mẹ, người bà và các cô giáo của chúng mình trong chuyên đề Nhật ký của mẹ hôm nay nhé. Tới dự và động viên chuyên đề, rất vui mừng được chào đón và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các cô bác đại biểu khách quý. Về phía đại biểu thành phố, xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Thế Hưng, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Thanh niên thành phố, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu huyện, xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Đoàn Văn Thành, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Bảo. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Phó trưởng ban dân vận huyện ủy, đề nghị chúng ta liệt nhiệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Vũ Duy Minh, Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Vĩnh Bảo. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội huyện. Đồng chí Dương Thị Bích, chuyên viên ban tuyên giáo huyện ủy. Đồng chí Lê Thị Hồng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Nam huyện Vĩnh Bảo, đề nghị chúng ta liệt nhiệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các cô chú đại diện lãnh đạo, chuyên viên ban tuyên giáo, ban dân vận huyện ủy, các anh chị cán bộ cơ quan huyện đoàn, hội đồng đội huyện, các thầy, cô giáo là chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo, đại biểu đại diện đài phát thanh huyện, các thầy, cô giáo là giáo viên tổng phụ trách đội các liên đội tiểu học và trung học cơ sở trong toàn huyện về dự đông đủ, đề nghị chúng ta liệt nhiệt chào mừng. Về phía đại biểu thị trấn, xin trân trọng giới thiệu bác Phạm Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh Bảo, bác Nguyễn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh Bảo, bác Phạm Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vĩnh Bảo. Trân trọng giới thiệu các đồng chí, các bác đại diện các đoàn thể thị trấn, đề nghị chúng ta liệt nhiệt chào mừng. Về phía nhà trường, xin trân trọng giới thiệu nhà giáo Lê Thị Kim Anh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, bác Trần Quốc Toản, đại diện Hội cha mẹ học sinh, các bác đại diện chi hội các lớp cùng toàn thể các thầy, cô giáo trong Hội đồng Sư phạm nhà trường và sự có mặt của 957 bạn đội viên nhi đồng toàn trường về dự. Một lần nữa, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn chào mừng các cô bác đại biểu, các thầy, cô giáo và các bạn học sinh đã về dự chuyên đề ngày hôm nay. Kính thưa các cô bác đại biểu, các thầy, cô giáo và các em học sinh rất thân mến, tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời nhà giáo Lê Thị Kim Anh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, trưởng ban tổ chức lên khai mạc chuyên đề. Xin trân trọng kính mời cô.
Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh thân mến, tháng 3 đến với biết bao sự kiện đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1983 năm Ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 92 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Nhưng có lẽ không có gì mở đầu ấm áp hơn, tình cảm hơn bằng một ngày lễ dành tặng riêng cho các bà, các mẹ, các cô, những người phụ nữ mang trong mình sức sống muôn sắc hoa. Các em học sinh của trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo luôn hạnh phúc khi được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình và nhà trường, đặc biệt của mẹ, của bà và của các cô. Thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta có được hạnh phúc này, lớn lên và trưởng thành trong tình yêu thương của những người phụ nữ tuyệt vời quanh ta. Thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2022-2023, được sự nhất trí của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh học sinh, hôm nay, trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo long trọng tổ chức chuyên đề cấp thành phố với những hoạt động thiết thực. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt chi ủy chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc chuyên đề ngày hôm nay thành công, tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh thân mến, hoạt động tập thể là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và rèn kỹ năng sống cho học sinh. Chuyên đề nhằm giáo dục nhân cách sống và cũng là cơ hội để các em học sinh được thể hiện tình cảm, sự biết ơn của mình đối với sự hy sinh của những người mẹ, người bà và của các cô đã dành cho các em, giúp các em biết trân trọng những điều tuyệt vời mà những người phụ nữ trong cuộc đời của các em đã dành tặng cho cuộc sống, cho quãng đời mà các em đang chập chững những bước chân đầu tiên. Với mục tiêu đó, thầy trò trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo xây dựng chuyên đề thiết thực gần gũi với học sinh, tạo cho các em một sân chơi bổ ích, giáo dục cho các em ý thức được giá trị của tình yêu thương và sự tự tin thể hiện tình cảm của bản thân đối với những người phụ nữ xung quanh các em. Ở chuyên đề này, các em được nói nên tiếng nói từ trái tim mình dành cho các bà, các mẹ và các cô. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh thân mến, sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Với sự quan tâm đặc biệt của gia đình, nhà trường, xã hội, tôi tin tưởng rằng các em học sinh của chúng ta sẽ có tương lai tốt đẹp, có những trải nghiệm ấn tượng, sâu lắng và đầy ắp tình yêu thương. Đại diện lãnh đạo nhà trường, tôi long trọng tuyên bố khai mạc chuyên đề cấp thành phố Nhật ký của mẹ, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị phụ huynh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các thầy giáo, cô giáo, các em luôn nhận được nhiều niềm vui và có những tháng ngày thực sự bổ ích. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ của cô giáo Lê Thị Kim Anh, Bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh rất thân mến. Về dự chuyên đề hôm nay, Hội đồng đội huyện Vĩnh Bảo sẽ trao tặng quỹ thắp sáng ước mơ cho liên đội với số tiền 2 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Duy Minh, Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội huyện lên trao quỹ cho liên đội. Trân trọng giới thiệu cô Hà Thị Hằng Thơ, giáo viên tổng phụ trách và bạn Phạm Minh Tâm, liên đội trưởng.
Một lần nữa cho phép Thùy Linh và Cẩm Linh xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, quý bậc phụ huynh và đặc biệt là các bạn học sinh của trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo. Các bạn học sinh thân mến, các bạn vừa được lắng nghe ban tổ chức gợi mở về ý nghĩa chuyên đề hôm nay và đặc biệt là những chia sẻ của cô hiệu trưởng Lê Thị Kim Anh. Và rất vui cho Thùy Linh ngày hôm nay được đồng hành với Cẩm Linh, là một bạn học sinh của trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo, sẽ dẫn dắt và là cầu nối giữa quý vị khán giả, các bạn học sinh với chủ đề của chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng quý bậc phụ huynh, ngày hôm nay không chỉ là một ngày đặc biệt với riêng con vì được là người dẫn dắt chương trình, nhưng con còn có một cảm xúc rất chung với tất cả các bạn học sinh của trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo. Bởi vì giây phút này đây, chúng con đang được sống trong không khí tràn ngập yêu thương và ấm áp của chuyên đề ngày hôm nay. Một chuyên đề đặc biệt về mẹ, những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời chúng con. Dạ vâng, trong bài thơ Mẹ, nhà thơ Trần Quốc Minh đã từng viết: những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Hình ảnh người mẹ không chỉ là mạch nguồn cảm hứng bất tận trong dòng chảy thi ca nhân loại, mà còn là một miền rung động sâu thẳm trong trái tim của mỗi người con khi có mẹ. Và đó cũng là khởi nguồn cho ý tưởng của chương trình nhạc kịch hôm nay, đã được các bạn học sinh trường tiểu học thị trấn dày công tập luyện và gói chọn như một món quà để gửi tặng mẹ mình, cũng như các cô giáo, những người mẹ thứ hai trong cuộc đời của các bạn. Và bây giờ, Thùy Linh xin phép lui lại phía sau cánh gà để nhường lại sân khấu này cho Cẩm Linh. Con sẽ ở lại và giao lưu cùng các bạn một chút nhé. Dạ vâng ạ. Các bạn học sinh ơi, các bạn đã bao giờ làm mẹ của mình buồn chưa? Với mình, mẹ là người phụ nữ rất tuyệt vời vì mẹ luôn lo lắng cho mình từng miếng ăn, giấc ngủ. Thế nhưng cũng có khi mình khiến mẹ buồn lòng vì mẹ chơi, không nghe lời mẹ. Các bạn có giống như mình không? Vậy thì ngay bây giờ, chúng mình sẽ cùng đón xem một chương trình nghệ thuật với tựa đề Hạnh phúc của mẹ qua phần thể hiện của các bạn học sinh trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo. Hy vọng rằng các bạn sẽ thật sự chú ý đón xem để cảm nhận nội dung chương trình muốn gửi gắm nhé. Sau đây, xin kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật Hạnh phúc của mẹ. Biết không, bằng điều kỳ diệu nào đó, mình đã đến với thế giới này và sống bên mẹ rất vui, rất hạnh phúc. Bất kể giây phút quan trọng nào của mình trong cuộc sống, mình cũng đều có mẹ hiện diện ở bên. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Con ngoan nằm trong đôi mắt xe tròn, ôi bé cưng, nhìn cha con cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi, con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Thank you.
một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Đến lớp mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường. Ngày ngày đến lớp dần dần con quen bạn bè thầy cô yêu thương con. Bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất yêu. Những khuya ôn bài con thức, xót xa tìm mẹ biết bao. Từng khi thi ước chi con mẹ mai sau sẽ thành dạy mình cách sống đạo đức nhân bản. Mẹ chỉ cho mình những bài học quý giá và cũng là người rèn nán mình trong nghiêm khắc khi mình sai phạm. Nhưng sự thật là có những điều mình sẽ chẳng hiểu được hết về mẹ. Trong đời này cũng có
có ước mơ. Và mình cũng vậy, mình muốn được bay nhảy, muốn được múa hát, muốn được như các bạn. Nhưng mình chẳng hiểu vì sao mẹ không bao giờ muốn mình làm những điều đó. Xung quanh mình chỉ toàn sách vở, bút thước, học và học. Mình thật sự rất mệt mỏi với điều đó. Có cách nào để mẹ mình có thể hiểu mình hơn không? Bỏ đi, đã giận hờn và trách móc mẹ, chẳng hiểu và đáp ứng những mong muốn của mình. Nhưng một ngày, mình đã nhận ra mình lại là cuộc sống của mẹ, là hy vọng lớn lao của mẹ. Sau tất cả những khó khăn, những hy sinh vất vả mà mẹ phải nhận lấy, thì đó là cả tương lai của mình. Và mình sẽ viết tiếp ước mơ của mẹ bằng ước mơ của mình. Chỉ cần là mẹ bình an. Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời riêng mình. Khi con bé, mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế.
Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Mẹ cũng quen dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Vẫn thấy con đùa vui trước sân, thế mà giờ đây con lớn nhanh sau ngần năm ấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ. Mẹ cũng quen dần quen ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Ước muốn khi xưa mẹ cất lại như một kỷ niệm. Cảm ơn mẹ vì đã dắt tay con đến thế giới này, đã nâng đỡ để con được chạm tay tới ước mơ của mình. Cảm ơn mẹ vì đã yêu thương con hơn những gì mẹ có. Và với con, có đi hết một đời người, có lẽ cũng chẳng thể đếm hết những lời ru của mẹ, những ân tình mà mẹ đã dành cho con. Chẳng hết mấy lời mẹ ru.
bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Nợ mẹ cả tuổi xuân vì con, nợ mẹ những chăm lo tháng ngày, nợ mẹ bao hy sinh để con chạm tay ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng trăng khi con lạc lối, dẫu đi trọn cả một kiếp người cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru. Dù giông gió khó khăn đã qua, mẹ vẫn dõi theo con phía sau, đừng con đi thanh thản bước chân là nhớ có mẹ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng dương trên cao hoang mang, trái tim mẹ tựa như biển trời là nơi chốn quay về bình. Sinh yêu quý, qua phần nhạc kịch đã chạm đến trái tim của biết bao người mẹ, người thầy và học sinh của nhà trường. Câu chuyện về niềm hạnh phúc của mẹ đã giúp cho các em nâng cao ý thức phấn đấu vươn lên trên học tập. Cuộc sống không ngừng trau dồi đạo đức, lối sống lành mạnh, văn minh, nhân ái, và hy vọng rằng các em, những người học sinh chăm ngoan của trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo yêu thương này sẽ là những người công dân có ích cho xã hội. Để làm rõ hơn câu chuyện mà các em học sinh của trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo vừa thể hiện, sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời thạc sĩ tâm lý Phạm Thị Phương Thảo sẽ tiếp tục lên đồng hành và trao những giá trị tích cực cuộc sống cho các bạn học sinh của trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo với nội dung Điều Mẹ Chưa Kể. Lời đầu tiên cho cô Phương Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh cùng toàn thể các con học sinh của trường tiểu học thị trấn. Các con yêu quý, thật là vinh dự cho cô Thảo ngày hôm nay được trở về trong không gian này, trong một không gian vô cùng ấm áp, bởi vì chính nơi đây có rất nhiều những người cô, người mẹ của cô Thảo đã từng yêu thương, nâng đỡ và được. Và ngày hôm nay cô có mặt ở đây trở thành một người đồng hành cùng với các con, được chia sẻ cùng với các con. Các con thấy không? Ngay những giây phút đầu tiên là đã hồi hộp rồi, bởi vì mình được về nhà. Hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn giòn giã nữa để động viên cô Thảo được không ạ? Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các con. Chúng ta rất may mắn vì có sự sống này, được lớn lên và trưởng thành trong tình yêu thương của những người phụ nữ quanh ta. Và sự trưởng thành đó có cả tình yêu, có cả nụ cười, có cả những giọt nước mắt và đòn roi. Các con biết không, cứ mỗi sáng thứ hai đầu tuần, bởi vì cô Thảo làm công tác tâm lý mà, thế nên là có các bạn học sinh, rất rất nhiều các bạn học sinh, và đặc biệt giống như các con này, đến và nói với cô Thảo rằng: "Cô ơi, sau 2 ngày cuối tuần con đến trường con hạnh phúc lắm. Con được gặp lại tất cả các bạn và được nô đùa vui chơi cùng với các bạn cơ. Và ở nhà 2 ngày cuối tuần có bạn khoe nhá. Con được đi chơi, con được đi du lịch, con được ra ngoài cùng với bố mẹ của mình. Và có những bạn thì nói rằng: "Ui, cô ơi, con không muốn ở nhà 2 ngày cuối tuần đâu." Các bạn biết vì sao không? À rồi, đúng rồi ạ, có một bạn vừa nói rất to: "Tại vì bố mẹ bắt em đi học thêm."
cô, eo ơi, ở nhà mẹ con dữ lắm. Mẹ con mắng con từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Mà không phải thế đâu cô ạ, mẹ con còn mắng cả bố con cơ. Có không ạ? Có nhà bạn nào như thế giơ tay hộ cô một cái nào. Ui, đồng thế. Cảm ơn các con, mời các con bỏ tay xuống. Vậy thì bây giờ ạ, cô Thảo sẽ đem đến cho các bạn một trò chơi. Cô thấy rằng các bạn đã bắt đầu cởi mở và sẵn sàng kể hết toàn bộ tất cả bí mật của nhà mình ra cho cô Thảo nghe rồi đấy. Nhưng để một số bạn chưa sẵn sàng lắm thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một món quà của cô Thảo, là một trò chơi nhé. Trò chơi của cô có tên là Thượng Đế Cần. Khi cô hô Thượng Đế Cần thì các bạn sẽ hô thật to giúp cô: cần gì, cần gì. Bây giờ mình hô nháp nha. Thượng Đế Cần. Ui giỏi thế. Bây giờ cô mời tất cả các bạn chúng ta hãy đứng dậy tại chỗ thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi ạ, lát nữa mình mới mạnh mẽ, được không? Các bạn đã sẵn sàng tham gia trò chơi chưa? Ui, không cần phải thử lần thứ hai đâu. Thượng Đế Cần. Thượng Đế Cần, các bạn đặt hai tay của mình lên vai của bạn đằng trước. Đặt tay lên vai, không đập. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai của bạn đằng trước ạ. Các bạn có thể nhẹ nhàng dồn lên phía trên rồi sau đó chúng ta chỉnh hàng sau ạ. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai của bạn đằng trước. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Bây giờ mà không nhẹ nhàng là lăn quay hết ra với nhau bây giờ. Rồi, Thượng Đế Cần. Thượng Đế Cần, các bạn nhấc một chân của mình lên. Đứng bằng một chân ạ. Thượng Đế Cần. Mời các bạn nghiêng sang trái. Thượng Đế Cần. Mời các bạn nghiêng sang bên phải. Ôi, Thượng Đế Cần. Ôi. Mời các bạn tiến lên một bước. Ôi, Thượng Đế Cần. Mời các bạn lùi về sau một bước. Ôi, hơn rồi đó, Thượng Đế Cần. Mời các bạn hạ tay hạ chân xuống. Bây giờ Thượng Đế Cần những điều đỉnh cao hơn cơ. Sẵn sàng chưa? Thượng Đế Cần. Thượng Đế Cần, các bạn đặt hai tay lên vai của người đằng trước. Thượng Đế Cần. Thượng Đế Cần, các bạn nhắm mắt lại. Thượng Đế Cần. Mời các bạn đưa một chân của mình lên. Vẫn nhắm mắt, vẫn nhắm mắt. Thượng Đế Cần. Các bạn nghiêng sang trái. Các bạn nghiêng sang phải. Các bạn bước lên một bước. Các bạn lùi về sau một bước. Thượng Đế, mời các bạn mở mắt ra. Các bạn giơ một tay của mình thật cao và hô thật to: 1, 2, 3, yeah! Cô cảm ơn tất cả các bạn và mời các bạn chúng ta lại nhẹ nhàng di chuyển vào vị trí của mình và ngồi xuống. Cô Thảo tin chắc rằng là sau phần vừa rồi thì các bạn đã rất sẵn sàng để kể hết toàn bộ bí mật gia đình các bạn ra rồi đấy ạ. Và bây giờ cô sẽ phỏng vấn một số bạn. Con cảm thấy như thế nào trong trò chơi vừa rồi? Hãy chia sẻ cho cô cảm xúc của con. Cô mời những cánh tay của các bạn ạ. Ôi, nhiều quá, nhiều quá. Xin mời mic, cô có thể đưa mic cho một bạn giúp em. Cô chào con có thể giới thiệu tên của con và con đến từ lớp nào rồi con trả lời câu hỏi của cô nhé. Em thưa cô, em tên là Đào Xuân Tân. Em đến từ lớp 1B.
Chào Tân, Tân cảm thấy như thế nào trong lúc chơi vừa rồi? Em cảm thấy rất là vui ạ. Rất vui. Thế trong lúc mà nhắm mắt vào, sau đó nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, thì lúc đấy Tân thấy thế nào? Em thấy rất là chóng mặt. Chóng mặt, còn thấy gì nữa không Tân? Cho bạn Tân một tràng vỗ tay nào các bạn ơi. Vừa rồi là một em lớp 1, các bạn thấy không? Lớp 1 rất dũng cảm. Bây giờ cô sẽ mời một bạn lớp 2 ạ. Con cũng giới thiệu tên của mình và trả lời câu hỏi. Em tên là Nguyễn Thu Hà, em đến từ lớp 2C ạ. Cô chào Hà. Hà cảm thấy như thế nào mà trong lúc Hà đứng bằng một chân và tham gia thử thách của cô? Em thấy rất là khó. Rất là khó, còn gì nữa không? Không ạ. Không ạ, cho bạn nào một tràng vỗ tay được không ạ? Bây giờ nhá, cô sẽ muốn phỏng vấn một anh chị lớp 5. Lớp 5. Ủa lớp 5 giơ tay xong lại cụp xuống, giơ lên rồi lại cụp xuống, lạ thật. Xin mời ạ. Cô có nhìn thấy rất nhiều các cánh tay giơ lên rồi lại giơ xuống, giơ lên rồi lại giơ xuống, và có một cánh tay vẫn kiên trì giơ ở phía bên. Có thể giới thiệu về mình và trả lời câu hỏi giúp cô. Con chào cô, con tên là Phạm Ngọc và Trân, con đến từ lớp 5C. Con cảm thấy trò chơi này rất là khó khi nhắm mắt, cả nghiêng qua bên phải, nghiêng qua bên trái nữa. Rồi, cảm ơn Trân, cho bạn Trân một tràng vỗ tay đúng không ạ? Và các bạn thân mến, tất cả những bạn mà ngày hôm nay tham gia trả lời, tương tác và kể chuyện cho cô Thảo và tất cả các bố mẹ, các bác ngày hôm nay được nghe thì đều được nhận một phần quà tới chương trình, nên các bạn nhớ giơ tay nhiều vào nhá. Phần quà của trường mình nhiều lắm, yên tâm. Nào các bạn thân mến, và vừa rồi có rất nhiều các bạn học sinh đã nói rằng là gì ạ? Khó này, trông chênh này, thậm chí là còn chóng mặt này, thậm chí lại còn hoang mang này. Nhưng mà cô nhìn thấy thêm cả một điều nữa các bạn ạ. Đấy là các bạn rất đoàn kết, các bạn níu giữ lẫn nhau đúng không? Cảm ơn. Vẫn có bạn muốn trả lời, muốn giơ tay. Chúng ta còn rất nhiều các câu hỏi phía sau nữa, và câu hỏi sau thì chúng ta lại tiếp tục giơ tay tiếp nhá. Các bạn sẽ thấy này, có những bạn làm sao ạ? Trông chênh lắm. Nhưng tùy vào điểm tựa của bạn mình. Có những bạn này tin bạn mình lắm, tì vào bạn, cuối cùng bạn nó ngã chồng veo ra giữa sân và mình cũng ngã theo. Đúng không ạ? Có những bạn thì thế nào ạ? Cố gắng níu lấy cái tay của bạn mình. Mình đứng vững là bạn mình cũng phải đứng vững. Và đó chính là hình ảnh đẹp nhất để tượng trưng cho tình thân, cho những người yêu thương và che chở lẫn nhau. Và trong tất cả các cái tình yêu thương mà các bạn có trên cuộc đời này thì có một tình yêu thương vô bờ bến. Đó là tình yêu mà mẹ dành cho các bạn. Bây giờ cô sẽ muốn phỏng vấn thêm một bạn nữa. Bạn có bao giờ từng cãi mẹ của mình hay không? Xin mời Mick ạ. Cô ơi, đây. Bạn nào cũng được ạ. Em thưa cô là có ạ. Em cãi một tuần mấy lần? Cô, em cãi một tuần có 7 ngày nhưng mà em cãi 6 ngày. À, một tuần có 7 ngày, 6 ngày em cãi mẹ. Và vâng ạ, cảm ơn con, mời con ngồi xuống. Các bạn thấy đấy, nhật ký của con là 6 trên 7 ngày cãi mẹ. Còn nhật ký của mẹ là cả cuộc đời của con. Con yêu mẹ, con thương mẹ, nhưng cũng có lúc con ghét mẹ, đúng không nào? Các bạn biết không,
Người mẹ thì thường sẽ nói nhiều với mọi người và tất thảy mọi người về tình yêu thương, nhưng đôi khi cũng thật khó kiềm chế và nói với mình bản thân, những người con của mình, những cái lời nó hơi tổn thương một tí. Nhưng mẹ thì sẽ thích nói về tình yêu thương nhiều hơn, về nỗi lòng mà mẹ dành cho con nhiều hơn. Giây phút này, chúng ta hãy lắng lại và lắng nghe một bức thư của một người mẹ. Một trong tất cả các người mẹ của các con đã ngồi xuống và viết tâm thư này để gửi đến các con. Xin mời các con sẽ cùng lắng nghe một lá thư đến từ người mẹ ấy. Mỗi ngày con đều hỏi mẹ rằng: mẹ ơi, trên bầu trời đêm kia ngôi sao nào là đẹp nhất hả mẹ? Và câu trả lời của mẹ luôn luôn là: đó chính là ngôi sao mang tên của con đấy. Con yêu, mẹ còn nhớ khi biết tin mình mang thai, mẹ đã sung sướng đến nghẹn ngào. Thật là một điều kỳ diệu. Trong người mẹ đang có một chồi non mới hé nở, một sinh linh non nớt cần được che chở và bảo vệ. Niềm vui ấy đến với mẹ quá bất ngờ. Con lớn dần lên trong bụng mẹ cùng với những lần mái nhẹ. Hành động nhỏ mà đáng yêu làm sao. Con cựa quậy, con như đang muốn thông báo cho mẹ biết rằng con vẫn đang khỏe mạnh bình thường. Mẹ hãy yên tâm nhé. Thế rồi, cái ngày mẹ mong đợi cũng đã đến. Mẹ được nhìn thấy con cất tiếng khóc chào đời. Con gái mẹ được đón những tia nắng của buổi sớm mai. Lúc ấy, mẹ đã khóc, hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Có lẽ, nó sẽ là mốc lịch sử đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời mẹ. Được nắm lấy bàn tay bé bỏng xinh xinh, được ôm ấp con vào trong lòng mình, mẹ không còn gì để nói hơn ngoài từ tuyệt vời. Con như một viên ngọc sáng mà đời đã ban tặng cho mẹ. Biết bao nhiêu lo toan, mệt nhọc, mẹ đều đã vượt qua là nhờ vào nụ cười thiên thần của con. Nó thật đáng yêu làm sao. Những lúc con đau ốm, mẹ lo lắng không yên. Mẹ thức suốt đêm để chăm sóc cho con, để thay cái khăn đắp trên trán con bằng một cái khăn ướt khác, để lau đi những giọt mồ hôi đang rịn khắp người con, để con được cảm thấy thoải mái nhất ngay cả lúc con khó chịu trong người. Nhìn con được ngủ ngon, được mặc ấm, được vui cười, được yêu thương, với mẹ đó là điều hạnh phúc. Con có biết rằng tình thương yêu mẹ dành cho con còn lớn hơn cả núi Thái Sơn, bao la hơn cả biển rộng và ngọt ngào hơn cả nước trong nguồn nữa đấy. Còn gì hạnh phúc hơn khi thấy con được lớn lên từng ngày, được dõi theo từng bước chân, cử chỉ, hành động của con. Mẹ tin rằng tất cả những bà mẹ trên thế giới này đều dành cho con mình một tình cảm nồng nàn, sâu đậm nhất. Tuy mỗi người đều có riêng cho mình một cách thương con khác nhau, nhưng suy cho cùng, họ đều là những người mẹ giàu lòng nhân ái và đức hy sinh thầm lặng. Hạnh phúc của mẹ là được nhìn thấy con cười, được thấy con hồn nhiên lớn lên trong sự vô tư trong sáng. Thiên thần bé bỏng, con có biết sự hiện diện của con là niềm vui lớn lao của mẹ không? Nếu đem con ra so sánh với những thứ giá trị khác, thì con mẹ sẽ là tài sản vô giá nhất, không gì sánh bằng. Có lẽ bao nhiêu đấy thôi đã nói lên tấm lòng của mẹ. Tình cảm của mẹ dành cho con thì không thể đong đếm được, nhưng con hãy nhớ rằng mẹ vẫn mãi luôn bên con những lúc con cần mẹ nhất. Mẹ yêu con.
Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn mới nghe một bức thư của một trong số tất cả những người mẹ con gửi đến. Có ai nhận ra mình trong bức thư giơ thật cao cái cánh tay của mình lên giúp cô được không nào? Có bạn nào đoán là đây là mẹ mình viết cho mình không? Giơ tay nào. À, có bạn nói, ừ đúng rồi, mẹ mình đây. Có bạn nói rằng là không cô ơi, mẹ con chả bao giờ xến như thế đâu. Và bây giờ cô sẽ xuống dưới gần các bạn hơn để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng nói chuyện và trò chuyện với các bạn nhé. Cảm ơn những cánh tay của các con và mời các con bỏ tay xuống. Có một người bạn của cô thì mới đi du học Anh về và cô ấy ngồi cạnh cô ấy kể cho cô câu này. Mà cô nghe cô thấy không biết mình thế nào. Cô ấy nói rằng hôm trước tớ ngồi tớ nghe lỏm cuộc nói chuyện của mẹ tớ với một người khác. Và tớ nhận ra một điều, tớ là niềm tự hào của mẹ. Vậy các con thì sao? Các con có phải là niềm tự hào của mẹ mình không? Bạn nào tự tin mình là niềm tự hào của mẹ lại giơ cái cánh tay của mình lên thật cao để cô được nhìn nào. Nhiều đấy, nhưng mà vẫn chưa phải là tất cả. Cảm ơn các con. Con là niềm tự hào của mẹ. Con biết vì sao không? Bởi vì bản thân con là một mầm sống nhỏ bé lớn lên trên cơ thể của người mẹ, lớn lên trong đó, trong mẹ. Từ khi con còn là một hạt vừng bé nhỏ xíu cho đến khi con thành hình người và con bắt đầu cất tiếng khóc oe oe chào đời. Con biết không, con là kết tinh tình yêu của bố mẹ, là niềm hy vọng của bố mẹ. Và trong lá thư vừa rồi, con sẽ chỉ nghe thấy những điều sau đây thôi. Đó là tình yêu mẹ dành cho con. Đó là những yêu thương, những việc mà mẹ mong muốn con tốt hơn. Nhưng mẹ không hề nói về sự hy sinh của mẹ. Và chúng ta sẽ làm một so sánh sau đây nhé. Cô sẽ mời một bạn lên trên này cùng với cô để chúng ta thực hiện phép so sánh này. Và cô mời chàng trai đầu tiên giơ tay. Mời con. Lấy giúp cô cái bát. Con có thể giới thiệu một chút về mình không? Con tên là gì? Con đến từ lớp nào? Đây là Trần Huy Thành, lớp 1B. Ôi, cảm ơn Thành. Thành ơi, bây giờ con sẽ làm giúp cô một việc nhá. Cô sẽ cho con mượn một chiếc ba lô và con sẽ đeo nó giúp cô. Thành đeo hộ cô cái ba lô đấy vào nào. Thành ơi, hàng ngày thì cái ba lô của con có nặng như cái ba lô con đang đeo không? Con trả lời hộ cô. Dạ. Có. Rồi, bạn ấy trả lời là cái ba lô của bạn ấy nặng như thế này. Bây giờ cô sẽ cho con một thử thách và con sẽ tưởng tượng giúp cô. Nếu như con đeo chiếc ba lô này cả một ngày, từ lúc con thức dậy này, đến lúc con đến trường này, con ngồi học, con vẫn đeo chiếc ba lô này. Con đi ngủ, con cũng đeo chiếc ba lô này. Con ra chơi cùng với các bạn, con cũng đeo chiếc ba lô này. Thì sao? Con sẽ cảm thấy thế nào? Cô là vui à? Ừ, bạn thấy vui. Đây là một dấu hiệu cho thấy đây là một người đàn ông trưởng thành lên sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Cho bạn Thành một tràng vỗ tay nào. Nếu như một ngày mà thấy vui, bây giờ nhá, ngày hôm nay con cứ đeo chiếc ba lô này thôi. Con cứ đeo mãi như thế. Con đeo ngày thứ nhất, con đeo ngày thứ hai. Đi ngủ con cũng đeo, đi đánh răng con cũng đeo, ăn con cũng đeo, đi chơi với bạn con cũng đeo. Thì con sẽ cảm thấy thế nào? Tưởng tượng nào. Cô là vui và với cả bố mẹ dạy con, với cả bố mẹ dạy con rất cả rất khỏe. À rồi, tự nhiên bạn ấy nói là một điều mà cô cũng không biết bằng cách nào mà bạn ấy có thể liên tưởng được. Thế là con cũng thấy bố mẹ con vất vả. Hình như là không biết có một sợi dây liên kết nào mà bạn lại suy luận ra được điều đấy. Thế mới hay chứ lại. Cho bạn một tràng vỗ tay được không ạ? Và cảm ơn Thành, cô cảm ơn con và mời con có thể trở về vị trí của mình.
Và bạn Thành vừa mới có một sợi dây liên kết nào đó với bố mẹ của mình để nghĩ ra được điều đấy. Và cô tin chắc rằng trong lúc mà cô cùng với bạn Thành làm một ví dụ ở trên này, thì bên dưới các bạn cũng đã có rất nhiều những cái liên tưởng, tưởng tượng và so sánh, đúng không? Và có nhiều bạn giơ tay bảo cô để con, cô cho con lên, vẫn giơ tay tiếp đấy ạ, thấy không ạ? Và cô tin chắc rằng các bạn đang cảm thấy một chút gì đó mệt mỏi nếu như liên tục mà các bạn sẽ phải đeo một cái chiếc ba lô bỏ hết tất cả sách vở vào để có thể nặng đến 5kg. Thậm chí là còn nhiều hơn thế nữa. Đấy, thấy chưa? Tương tác với cô được quả của khác, các bạn giơ tay nhiệt tình nhá. Nhưng mà con ạ, lát nữa sẽ có một câu hỏi nữa và các bạn sẽ liên tục sẽ được lên sân khấu và được giơ tay rồi được nhận quà. Chiếc ba lô của mẹ mình các con ạ, nó nặng gấp đôi, gấp ba thế cơ. Và mẹ sẽ đeo chiếc ba lô đấy của mình trong nhiều tháng liên tiếp để chào đón con chào đời. Các con có biết không, những vết rạn nứt trên làn da của mẹ, thậm chí các con lấy cái gì của mẹ ạ? Trước khi các con sinh ra đời, các con lấy chất dinh dưỡng của mẹ để nuôi con. Các con rút canxi của mẹ để hình thành bộ xương đầu tiên trong cơ thể của mình. Các con lấy máu của mẹ để lớn dần lên. Và từng tế bào trong cơ thể của con là từng tế bào của mẹ. Các con thấy mình quan trọng như thế nào chưa? Các con thấy mình tuyệt vời và thiêng liêng đối với mẹ của mình như thế nào chưa? Nhưng không dừng lại ở đấy đâu con ạ. Con không chỉ lấy từng giọt máu của mẹ mà để lớn lên. Ngày mẹ sinh con ra đời, người ta thường nói rằng chửa đẻ cửa mả. Các bạn nào biết nghĩa là gì không ạ? Không ạ, đúng rồi. Đó là ngày mẹ phải đối diện với sự sống và cái chết. Con biết không, có một trong những người mẹ ngoài ở xung quanh các con hiện diện ở đây. Cô biết có một câu chuyện. Vào ngày mà cô ấy chuẩn bị lên bàn mổ để sinh đứa con của mình, cô ấy gọi bạn thân của mình ra và nói rằng: nếu như tớ không qua khỏi thì cậu nuôi con tớ nhá. Cô ấy nói với bạn thân của mình đấy, bởi vì trong người của cô ấy đang mang một mầm bệnh. Nhưng cô ấy đã chiến đấu cả với 9 tháng 10 ngày để chào đón đứa con đấy ra đời. Nào, bây giờ lại một ví dụ tiếp theo. Bạn nào đã từng bị gãy tay hoặc gãy chân hoặc bị ngã mà phải đi bệnh viện rồi, xin mời các bạn giơ tay ạ. Rồi, ok. Nào, xin mời con cánh tay. Cô mời con. Con bị ngã rồi. Rất là đau. Rất là đau, con có khóc không? Không. Con không khóc, con rất là mạnh mẽ. Bạn ấy rất là đau nhưng bạn ấy không khóc. Bạn ấy rất mạnh mẽ, cho bạn một tràng vỗ tay được không nào? Bây giờ cô lại phỏng vấn thêm một bạn nữa. Rồi, em. Ôi, đây, xin mời con. Con đã bao giờ ngã chưa? Con có lần rồi ạ. Con có ạ. Con không khóc ạ. Cho bạn ấy một tràng vỗ tay được không ạ? Rồi, rất nhiều các bạn muốn giơ tay. Bây giờ cô muốn hỏi là bạn nào đã từng gãy tay hoặc gãy chân mà phải bó bột rồi? Em gãy tay gãy chân và bó bột rồi. Bây giờ cô sẽ sang các anh chị. Không, các anh chị bảo là cô thiên vị các em lớp 1, lớp 2. Mời con. Em thưa cô là có một lần em đi xe đạp là em ngã, em bị chảy máu đầu. Em bị chảy máu đầu luôn. Thế em có phải băng bó không? Và lúc đấy bố mẹ em làm gì? Lúc đấy bố mẹ em chở em luôn lên bệnh viện. Không. Có. Em suy nghĩ ra cách khác. Rất là hay. Vỗ tay cho bạn ấy một lần nữa nào. Tất cả những người mẹ, những người bố của trường tiểu học thị trấn có những người con cực kỳ mạnh mẽ và tuyệt vời. Và đây là sẽ là những người mẹ, người bố mạnh mẽ và tuyệt vời trong tương lai. Nào, bây giờ hãy hạ tay xuống và cùng suy ngẫm nhé. Các bạn gãy tay này, các bạn gãy chân này, đau đớn lắm.
phải suy nghĩ đến một thứ hoàn toàn khác, giống như bạn Nam vừa rồi nói, để cho cái cơn đau để nó bớt đi. Và có những học sinh của cô này, đứt tay, chảy một giọt máu thôi, chạy thật nhanh, phì nhảnh lắm xuống phòng y tế, nói rằng cô, con chào cô cho con xin cái băng ergo, con băng tay chứ con bị chảy máu rồi. Có bạn nào như vậy không? Em mùi rồi, cảm ơn các con. Và người mẹ của mình, để có được các con trên cuộc đời này, vào giây phút sinh tử ấy, mẹ đã phải chịu một cơn đau bằng việc gãy cùng một lúc 20 chiếc xương sườn. Các bạn tưởng tượng đi, 20 chiếc xương sườn cùng một lúc. Các bạn chỉ gãy một cái tay, các bạn không may bị xước một chút thôi, mẹ cũng đau lắm. Nhưng để có các bạn trên đời, mẹ đã phải chịu một cơn đau đau đớn đến như vậy. Các bạn có thấy mẹ của mình tuyệt vời không? Nếu như tuyệt vời, hãy cho mẹ một tràng vỗ tay thật lớn. Vâng, và các con yêu quý, để có được các con trên đời thì bản thân mẹ đã vượt qua được chính giới hạn của mình. Thế nên ạ, chịu cơn đau như thế, không có một người mẹ nào bình thường được. Sẽ cực kỳ cáu bẩn, sẽ cực kỳ khó chịu. Trái gió trở trời, mẹ sẽ đau, mẹ sẽ mệt. Nên nếu như ngày hôm nay các con biết mẹ của mình như vậy, thì hãy về nhà và yêu thương mẹ của mình nhiều hơn nhé. Và hãy dành cho mẹ những cái tình cảm lớn lao hơn, biết chia sẻ, biết quan tâm, đặt cái tình yêu nhỏ bé của mình bên cạnh tình yêu lớn lao của mẹ, để cảm thông và chia sẻ với mẹ mình hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Cô cũng vẫn giao lưu với các bạn, và cô muốn hỏi các bạn là: thế vậy, ngoài việc mà chúng ta có được trên đời này, chúng ta là một niềm tự hào của mẹ, chúng ta biến mẹ trở thành từ một người phụ nữ bình thường trở thành một người phụ nữ phi thường, trải qua một cơn vượt cạn, trải qua cửa sinh tử tuyệt vời như thế, thì chúng ta còn làm điều gì tiếp theo để trở thành niềm tự hào của mẹ? Xin mời mic có thể di chuyển đến phía các bạn đang giơ tay ạ. Nhiều bạn giơ tay quá, cô giáo không biết chọn ai. Cô mời con. Em thưa cô là giúp bố mẹ. Em thưa cô, em tên là Phạm Hoàng Phúc, lớp 1E. Em thưa cô là giúp bố mẹ làm việc nhà và phục vụ bố mẹ. Con làm gì để phục vụ bố mẹ nào? Dạ, con rửa bát, giúp mẹ, con quét nhà, quét sân cho mẹ. Cả trông em cho mẹ đi làm. Tuyệt vời quá, vỗ tay cho siêu nhân nhí của chúng ta được không ạ? À? Và có rất nhiều điều mà các bạn có thể nghĩ ra và làm. Chúng ta sẽ tổng kết trong phần cuối cùng của phần trò chuyện ngày hôm nay. Và bây giờ cô muốn đi đến một phần, đó là: các bạn đã bao giờ cảm thấy bản thân mình có lỗi với bố mẹ mình chưa? Ai đã từng cảm thấy mà mình có lỗi với bố mẹ của mình? Lần lượt nhá, từng bạn một ạ. Xin mời. Cô có thể chuyển mic cho các bạn ạ. Bạn đã làm gì để có lỗi với mẹ của mình? Em cho cô em tên là Nông, em học lớp 4B. Em đã từng làm điều gì mà khiến mẹ buồn và cảm thấy mình có lỗi? Em đã làm một điều là khi em không chú ý học bài và em chưa nhận xong văn và em đã mắng em ạ. Thế lúc mà mẹ con mắng con thì con làm gì? Em đã xin lỗi mẹ và em hứa sẽ học hành cẩn thận này ạ. Và lần sau con lại thiếu bài tập tiếp? Không ạ. Không ạ? Chỉ một lần thôi ạ? Vâng. Cô sẽ kiểm chứng điều này với cô giáo chủ nhiệm của con nhé. Đồng ý không? Đồng ý rồi, cho bạn ấy một tràng vỗ tay ạ. Cô muốn hỏi một bạn khác nữa ạ. Nhưng với một câu hỏi khác: con thích ăn gì? Và khi mà con nói rằng là con muốn bày tỏ điều đấy ra bên ngoài thì con nói điều đấy với ai?
Xin mời ạ. Sang bên này đi ạ. Các bạn ở bên này hơi xa ạ. Ôi, ok, đồng ý. Chúng ta sẽ lần lượt nhé. Cô mời con. Em theo cô là em tên là Nguyễn Ngọc Bảo Châu. Em học lớp 3D. Con thích ăn gì nhất? Em thích ăn rau nhất ạ. À. Ồ, em thích ăn rau nhất, tuyệt vời quá. Thế khi nào con thích ăn rau thì con sẽ nói với ai? Em sẽ nói với mẹ. Để mẹ làm gì? Để mẹ làm cho em món em yêu thích nhất ạ. À. Để mẹ làm cho mình ăn đúng không? Cảm ơn con, mời con ngồi xuống. Xin mời một bạn nữa. Chúng ta cùng một bạn nữ, bây giờ chúng ta chuyển sang một bạn nam đi ạ. À, đây, bạn này rất nhiệt tình, cô mời bạn nào. Con thích ăn gì nhất? Ăn rau xào đó ạ. Rau xào? Vâng. Rau gì xào hả con? Hay rau gì xào cũng được. Rau ngót ạ. À, rau ngót xào. Thế vậy nếu như mà con thích thì con nói với ai? Con nói với mẹ. Thế con còn nói với ai khác không? Không ạ. Không, con không nói với ai khác. Để mẹ làm gì? Để mẹ làm cho em ăn ạ. Rồi, cảm ơn con. Cho bạn một tràng vỗ tay động viên bạn được không nào? Và chúng ta thấy không, một hành động, một thực nghiệm rất nhỏ nhỏ của cô Thảo thôi đã cho thấy gì ạ? Khi các con thích ăn một thứ gì đấy, các con chả mấy khi nói với ai cả. Và người các con nói là ai ạ? Là mẹ, để mẹ chuẩn bị cho mình một bữa ăn. Và chúng ta coi đấy là điều hiển nhiên mẹ phải làm cho mình. Đúng không các bạn? Có bạn nào coi đấy là điều hiển nhiên mẹ phải làm cho mình không? Chúng ta ăn một món ăn mà mẹ chuẩn bị, chúng ta có nói lời cảm ơn không? Tuyệt vời, có rất nhiều các bạn đã nói được lời cảm ơn mẹ, đúng không nào? Và ngoài cái việc đấy ra, bây giờ cô hỏi thêm một câu nhé. Mẹ của các bạn thích ăn gì? Và khi đó, ui nhiều bạn biết quá. Xin mời con. Mẹ của con thích ăn gì? Và nếu như mẹ thích ăn thì mẹ làm gì ạ? Em thưa cô là mẹ con thích ăn rau ạ. Mẹ con đi nhà, khi mẹ con muốn ăn thì mẹ con thường gọi con với bố con ra nấu chung ạ. Ôi tuyệt vời quá, một gia đình hạnh phúc đúng không các bạn? Cho một tràng vỗ tay ạ. Mẹ con mà thích ăn rau thì mẹ con chẳng gọi mẹ của mẹ con được nữa, mà mẹ con gọi con với bố con ra cùng ăn, cùng nấu. Đấy là có những gia đình mà bố còn đồng hành cùng với các bạn. Có những gia đình ạ, mẹ chỉ lủi thủi trong bếp một mình mà thôi. Cả bố các bạn, cả mẹ các bạn, đôi khi ạ, không phải tất cả đâu nhá, có những gia đình bố vào bếp đấy, nhưng có những gia đình chỉ có mẹ là chăm chút bữa cơm của các bạn mà thôi. Và các bạn biết không, mặc dù bữa cơm của các bạn là do mẹ chuẩn bị, mặc dù quần áo của các bạn là do mẹ mua, nhưng có những bạn sẵn sàng cãi mẹ, có những bạn sẵn sàng nói rằng không, con không làm. Có ai đã từng nói với mẹ của mình như thế chưa? Em luôn, có bạn nào từng nói với mẹ không, con không làm, giơ tay hộ cô cái nào. Đã từng một lần hoặc có suy nghĩ đấy, xin mời các bạn giơ tay ạ. Rồi, cảm ơn các bạn bỏ tay xuống ạ. Các bạn biết không, chúng ta đang đề nghị và đang bắt mẹ mình phải làm những cái việc không phải của mẹ mình, mà chúng ta nói con không làm. Cái phòng của mình ở, mẹ nhờ mình, mẹ đề nghị mình dọn, mình có dọn không? Sau bao lâu thì mình dọn? Hay mình đi dọn ngay? Hay chờ mẹ quát lên rồi mình mới đi dọn? Bát, cái bát cơm mà các con ăn, tại sao? Thôi, mẹ rửa đi. Thế bây giờ con rửa bát nhá, xong tí mẹ cho con xem điện thoại, con nghịch điện thoại một tí. Có bạn nào như thế không? Ôi em mà nói như thế mẹ em vạ chết. Ui dồi ôi. Đấy ạ, trích dẫn nguyên văn không sai một từ nào ạ.
Có những bạn ạ, mẹ là gì? Mẹ là ác quỷ. Mẹ là con hổ. Mẹ là mô phù thủy. Mẹ con ghê lắm con ơi, con chả dám nói gì với mẹ. Ngày hôm nay có cơ hội này, chúng ta hãy ngồi xuống và ngẫm lại những lỗi lầm của mình, những cái điều mà con đã từng làm mẹ đau, đã từng làm mẹ buồn. Chúng ta cứ suy ngẫm thôi, chúng ta không cần phải kể ra cho cả thế giới biết đâu. Để làm gì ạ? Các bạn sẽ thấy và sẽ cảm nhận được điều này. Đây là một điều mà cô nói hơi thì tương lai một tí, nhưng mà là tương lai rất gần. Bạn nào ngỗ nghịch, bạn nào rất nghịch ngợm, và mẹ các bạn làm gì ạ? Chẳng còn cách nào khác ngoài một cách cuối cùng, đấy là đòn roi. Có bao nhiêu bạn đã từng bị mẹ lấy một cái roi đánh đòn, giơ tay hộ cô? Ôi sao nhiều thế các mẹ ơi. Cảm ơn các con, mời các con bỏ tay xuống và biểu hiện khi cái roi xuất hiện. Các bạn có biết là gì không? Là sự bất lực, bởi vì mẹ không biết phải làm gì nữa. Mẹ nói các con không nghe, mẹ đe các con không sợ, và chỉ khi nào mẹ giơ roi ra thôi thì các con mới nghe lời. Và mẹ chỉ đe những điều gì? Những điều dành cho con, chứ chả liên quan gì đến mẹ. Những nghĩa vụ của con, cái bát con ăn, cái bàn học của con, thậm chí là gì? Bài tập về nhà của con thì liên quan gì đến mẹ? Bài tập về nhà của mẹ, mẹ làm từ 30 năm trước rồi con ơi. Tại sao cho đến thời điểm này con vẫn bắt mẹ phải cặm cụi từng chữ để làm bài tập về nhà? Tại sao cho đến thời điểm này con vẫn bắt mẹ phải cơm bưng nước rót, trong khi con có thể làm điều đấy từ khi con 4 tuổi? Tại sao ạ? Tại vì... Nói thật to cho cô câu đấy nè. Em thưa cô, tại vì con lười ạ. Trả lời thêm cho cô một câu, mẹ con có lười không? Em thưa cô là không ạ. Đó ạ, đấy là câu trả lời mà chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng mẹ con không lười. Con nghĩ rằng mẹ con là siêu nhân, mẹ con là siêu anh hùng, mẹ con có thể làm tất cả mọi thứ trên thế giới này. Nhưng con quên một điều rằng mẹ con cũng là một người bình thường. Mẹ con cũng lớn lên từ khi mà mẹ còn giống như các con bây giờ. Cứ bắt buộc phải mạnh mẽ, mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn, và không mạnh mẽ thì không được. Mệt các con ạ? Mệt không? Các con buồn, các con tìm mẹ để khóc. Thế lúc mẹ buồn mẹ tìm ai? Các con đau, các con bị bạn bắt nạt, các con về nhà, các con kể cho mẹ con nghe. Nhưng khi các con muốn chơi game, các con muốn xem tivi, thì các con làm gì? Xin phép, rất hay, rất chính xác. Mẹ không cho, các con làm gì? Đúng rồi, chính xác. Có bạn rất tuyệt vời thôi, nhưng có những bạn thì sao ạ? Lén chạy ra, bố, cho con mượn điện thoại một tí. Cho con mượn, các bạn đi tìm đồng minh ở nơi khác. Chúng ta sẽ càng ngày càng lớn lên, và chúng ta sẽ có rất nhiều các đồng minh khác. Nhưng chúng ta bỏ quên mẹ mình lại. Cái roi mà mẹ đánh các bạn ngày hôm nay, nó vẫn là cái roi đấy, nhưng cái lực nó sẽ yếu dần đi. Yếu dần đi không phải là vì kỹ thuật đánh của mẹ không siêu phàm đâu nhá. Mẹ mà đã không đánh thì thôi, mẹ mà đã đánh chỉ có nhừ tử thôi. Mà đúng rồi, chính xác, con nói rất hay, đấy là mẹ già đi. Còn các con thì lớn hơn và trưởng thành hơn, trở thành những người phụ nữ, những người đàn ông hết sức tuyệt vời, đi ra ngoài kia. Cô có thể đứng ở đây và trở thành một nhà tâm lý thì cùng chia sẻ với các con. Nhưng buổi sáng ngày hôm nay, trước khi đến với các con, mẹ cô vẫn nói, để mẹ dán cho con một quả trứng nhá, ăn với cái bánh mì, đi đến nói với các con cho hay, cho truyền cảm. Đó các con ạ, dù con có lớn lên bao nhiêu đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn luôn dõi theo và đi theo con. Cái roi ngày hôm nay mà cô nói với các bạn, hãy nhớ rằng cái lực của nó, cái sự đau của nó sẽ không bớt đi, mà cái sự đau của nó là do mẹ mình bắt đầu bất lực. Đừng để
để bạn nào ngồi đây mà phải để cho mẹ mình không còn biện pháp nào nữa và phải lôi cái roi ra để đe nẹt mình. Lúc đấy con đã làm một việc, một việc mà cô không muốn nhắc đến nhưng cô vẫn phải nhắc, đó là tội bất hiếu. Trong lúc các con đang cố gắng để lớn lên thì mẹ làm gì ạ? Mẹ nỗ lực để làm bạn cùng với các con. Mẹ không biết làm gì cả. Mẹ cũng biết trên hàng ngàn phương tiện ngoài kia, nào là tivi này, nào là điện thoại này, người ta nói gì ạ? Người ta nói không được đánh con. Con xem một video, con xem một tài liệu, con về nhà con nói với mẹ: mẹ ơi, mẹ không được đánh con. Mẹ đánh con là mẹ không yêu thương con, là mẹ dùng bạo lực gia đình với con. Mẹ biết làm gì? Mẹ không biết làm gì hết các bạn ơi. Ngày hôm nay mẹ không những phải chịu những áp lực là việc nuôi dạy con nên người, ngày hôm nay mẹ phải chịu cả những áp lực từ dư luận ngoài kia, là mẹ như thế là không được, là mẹ như thế là không tốt. Con thấy thương mẹ không? Với các con, cô chỉ nói những điều nhẹ nhàng và cô không kể bất kỳ một câu chuyện đau to búa lớn nào, nhưng nó đang hiện diện hàng ngày. Các con ạ, chỉ có một anh hùng nhỏ duy nhất có thể cứu lấy mẹ, có thể làm cho mẹ không chạm vào chiếc roi đấy nữa. Các con biết là ai không ạ? Nói thật to giúp con ạ. Nói thật to hơn nữa. Đúng rồi, chính xác, đó chính là các con. Nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay sau buổi này là về nhà, các bạn sẽ phải tìm cách làm thế nào cho cô con trở thành một người anh hùng nhỏ ở bên mẹ và làm bạn cùng với mẹ. Yeah, mẹ về là có quà rồi. Bạn nào đã từng nói câu đấy ạ? Nhiều quá. Hoan hô mẹ, mẹ đã về, con yêu mẹ. Ai đã từng nói câu đấy ạ? Hãy nhìn luôn cho cô này. Cánh tay của chúng ta kéo dài từ chỗ các em lớp 1, lớp 2 và trải dài thấp xuống các anh chị lớp 4 và lớp 5. Vì sao con? Vì càng lớn lên con lại càng ít biết cách thể hiện tình yêu thương với mẹ nhiều hơn. Mà con sẽ nói gì? Mẹ mẹ ơi, cái ba lô này đẹp này, mẹ mua cho con nhá. Mẹ không mua thì sao? Không, con không chịu đâu. Dậm dịch, dỗi và hờn. Có không ạ? Có không con? Cảm ơn con, mời con bỏ tay xuống. Có đấy con ạ. Còn lớn hơn nữa thì sao? Con đã sẽ dần dần ít trò chuyện với mẹ của mình hơn. Và cô không muốn đưa ra một bài học nào cho các con cả. Cô muốn các con sẽ là người tự đưa ra những hành động mà mình sẽ muốn làm. Bây giờ xin mời lần lượt từng bạn một, các bạn sẽ bước lên trên này và hãy cho cô biết con sẽ làm gì để thể hiện tình yêu thương của mẹ. Con sẽ làm gì để có thể trở thành người anh hùng nhỏ của mẹ. Xin mời những cánh tay của các bạn. Cô mời con, bạn nào. Chúng mình lên sân khấu nhá. Rồi, ok. Xin mời con. Nào bây giờ hãy đứng ở đây ngay sân khấu này, đọc một lời tuyên thệ. Con sẽ làm gì để trở thành một người anh hùng nhỏ của mẹ? Gia Bảo, em học lớp 4A. Em muốn làm cho mẹ vui là chăm ngoan học giỏi, luôn nghe lời ông bà bố mẹ. Và để cho mẹ vui là em sẽ cố gắng làm những việc mệt nhọc như là lau nhà, quét nhà, rửa bát. Và em sẽ cố gắng lấy điểm 10 về cho mẹ vui. Vỗ tay cho bạn ấy được không ạ? Những con 10, những việc nhà ngày hôm nay sẽ là tự giác làm chứ không cần ai nhắc nhở nữa. Con có một người mẹ thứ hai ở lớp. Cô giáo của con đang ngồi ở đâu? Cô chủ nhiệm của con. Cô chủ nhiệm con á? Ừ. Cô đang ngồi ở đâu ạ? Chủ nhiệm. Bây giờ cô có một nhiệm vụ dành cho con rất nhanh thôi. Cô sẽ mời người mẹ thứ hai của con lên trên sân khấu.
và con sẽ làm một hành động. Đây là nhiệm vụ đầu tiên dành cho con. Cô sẽ làm một hành động để thể hiện tình yêu thương đấy của con dành cho cô. Xin mời cô giáo chủ nhiệm của bạn Bảo có thể bước lên sân khấu ạ. Con đi xuống, con đón cô lên trên này. Chúng ta nổ một tràng vỗ tay cho cặp mẹ con đầu tiên. Mà bạn Bảo vừa mới chia sẻ, các bạn thấy không? Nó không chỉ đơn giản là một hành động mà các bạn cần phải làm trước mọi người. Nó là một hành động bắt nguồn từ tâm của chúng ta, từ mong ước các bạn mong muốn trở thành một người hùng nhỏ bé. Và cô hy vọng rằng bạn Bảo có nói một câu dạ thưa cô, từ nay trở đi con sẽ không nói chuyện nữa. Cô đố các bạn làm được đấy. Ai làm được giơ tay nào. Tuyệt vời, quá nhiều cánh tay giơ lên. Đặc biệt là các anh chị lớp 4 và lớp 5 ạ. Rất ít cánh tay giơ lên. Bởi vì sao? Chúng ta làm sao kiềm chế được bản thân mình. Nhưng cứ mỗi lúc mà cô nhắc thì có nghĩa rằng lúc đấy mình phải nhìn lại, ngẫm lại và suy nghĩ. Ngày hôm nay con là người hùng của mẹ và có thể che chở và bảo vệ yêu thương mẹ của mình. Cảm ơn tất cả các bạn và hy vọng rằng những lời nói yêu thương, những cử chỉ ân cần có thể chỉ là một hành động mẹ về mà con chạy ao ra ôm lấy mẹ. Có thể là một cốc nước, có thể chỉ là một câu hỏi thăm đôi, nhưng đó sẽ là động lời động viên, những chia sẻ và những tình yêu nhỏ bé. Hãy đặt trái tim nhỏ bé của con cạnh trái tim bao la rộng lớn của mẹ để chúng ta có tình yêu này. Một lần nữa hãy nổ một tràng pháo tay thật giòn giã cho tất cả các con ngày hôm nay và tất cả những người mẹ của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần kết cuối cùng. Hãy đứng tại chỗ và cùng với nhau chúng ta sẽ cùng cất cao lời hát của bài hát Gia đình nhỏ hạnh phúc to và nhảy theo điệu nhạc trên sân khấu. Xin mời tất cả các con. Cảm ơn các con rất nhiều. Gia đình nhỏ
mưa sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Dù ngày mai khi còn lớn nên người, nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Nhiều cảm xúc và ý nghĩa đã diễn ra trên sân trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo. Ước mong sao qua chương trình hôm nay, các bạn học sinh trường chúng mình sẽ thêm yêu, thêm trân trọng hơn những điều tuyệt vời mà những người phụ nữ trong cuộc đời các bạn đã dành tặng cho cuộc sống, cho quãng đường đời mà các bạn đang chập chững những bước chân đầu tiên. Thay mặt cho các bạn học sinh, con gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu nhà trường và thạc sĩ tâm lý Phạm Thị Phương Thảo đã tổ chức một chương trình thật ý nghĩa cho các bạn học sinh. Nhân ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3, con xin kính chúc các bà, các mẹ, các cô giáo của trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo sẽ luôn xinh đẹp, mạnh khỏe và đồng hành cùng với các bạn học sinh thật nhiều trên hành trình phía trước. Chuyên đề nhật ký của mẹ cấp thành phố của Liên đội trường thị trấn Vĩnh Bảo chính thức khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã tham dự và đón xem. Và giờ đây, chúng mình xin chào và hẹn gặp lại! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
học hành.